gì ấy? Phải cẩm ly không? Đây là vợ con ở bàn đôn. Quang Dũng. Trời, Quang Dũng đá dày trầm ấm anh ơi. Đây hẹn ly anh mà. Không, anh Long Nhật. Bất ngờ chưa? Lục. Lục đi ra. Mình mang niềm nhớ thử thách chúng tôi xin phép được bắt đầu. Sao em chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi anh Hưng ơi, có chừng đau khớp đó. Cô kiếm cái gì vậy tụi bay? Tú ơi, giờ tung lùng tung lên Tú ơi. Cứ bình thường, cứ từ từ mà đi. Chị có thật sự chị muốn chơi không? Chị muốn chơi nhưng mà không nhất thiết phải chơi một cách vội vã, vội vàng như vậy. Rồi, một bóng đỏ, hai bóng đỏ. Hai bóng đỏ, bà đếm đi. Ê từ từ á, mình đếm chưa? Ê không có cho đường ý thôi. Ê đừng đếm. Đúng rồi, tí nữa chứ cái này nó đợi trên mà. Đúng. Anh vừa đẹp mà anh còn vừa lịch sự nữa. Anh thắng nha. Cái gì vậy? Thôi đi nữa.